sinh nhật của bạn ông mà ông rủ tôi đi gì vậy? Bây giờ tôi thấy lẻ bóng quá. Ông lại còn đó hả? Có bóng nè. Cũng đi. Đi vậy mới quê thiệt sự luôn. Sao dạo này tôi thấy nó cứ lẻo đẻo theo ông hoài vậy? Biết sao không? Nó kêu tôi á làm là sư phụ của nó, truyền đạt cho nó cái tiền mã quá đó. Thì ra là vậy à? Ừ. Tôi rủ ông theo là vì hôm nay là sinh nhật của nó. Không có đi thì sợ nó giận, mà đi thì sợ nó nhậu xỉn vô rồi nó lo cái chuyện cũ tôi giật bồ nó ra. Tức là bỏ hoa vợ tôi bây giờ ra nó chửi. Tại vậy mà nó độc thân tới bây giờ. Ông đi có gì ông giải hòa, lỡ có chuyện không may. Hóa ra là có tư thù đúng không? Thằng này tâm linh lắm đó ông. Dạo này tôi thấy ông căn cơ tốt. Ông nói chuyện giải hòa cả số nghe được. Nên tôi rủ ông đi cho hên đó nè. À vậy á. Ông nhìn cái bình kìa. Bình cổ đó ông. Bình cổ hả? Ừ. Bình này bình cổ. Nãy giờ tưởng bình đựng rượu chứ. Ê tầm bậy nha ông. Cái này bình cổ của người ta đó. Bình cổ hả? Thiệt. Tưởng bình rượu đựng rượu đế chứ. Tầm bậy hết sức à. Trời ơi phải không? Phải không? Nè tôi nói cho ông nghe nha. Niên hạn trên 100 năm rồi. Trên trăm năm. Trên trăm năm là bình cổ. Cái này mà lỡ tay rớt cái là không biết nói sao luôn. Bậy tầm bậy. Đưa cho tôi. Cái gì ông nói gì mà bình Sorry. Xin lỗi huynh đệ. Hai ông á mà quơ chúng bể cái bình tôi là tôi bẻ cổ hai ông kia chứ. Thôi bây giờ tạ tội với huynh đệ một ly. Rồi ok. Rồi vô luôn nha. 100% nha. 100% luôn hả? Trời ơi. Đúng là nghệ tủ nhân dân. Quá khen. Ông Quành, ông có người bạn hết ý luôn á. Sai quá sai. Tôi tên là Hoành chứ không phải là Quành. Hoành nghệ tủ chân nhân là tôi nè. Mới uống có ly mà đã sai bét. Ông nói gì? Nghệ tủ chân nhân hả? Nè, nghệ tủ chân nhân là phải quất cỡ này trở lên nè. Doãn Chí Bình dám thách thức ta. Ông chuyên gia hiếp tôi, nhưng mà hôm nay tôi sẽ không để cho ông tự mãn nữa đâu. Rồi giờ ông làm gì tôi? Thì vô. Vô thì vô, sợ gì ông? Mới uống có tí xíu mà đã xỉn hết rồi. Vậy mà đòi nghệ tủ chân nhân. Thôi, giải tán ra đi. Mã Đại Hoành, hôm nay là ngày tàn của ông rồi. Đây chính là ông Bình Bờ Bụi, đại ca phố nhà gia, rất là đam mê phong thủy. Cái Bình của ông Bình tên là Bình. Còn ông Hoành, kẻ thù truyền kiếp cướp bồ của ông Bình 20 năm về trước. Trà xanh phiên bản nam. Ông Hoành làm bể cái bình của ông Bình. Ông Hoành hưởng dương. Ok. Chết với tôi. Ông nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao mà ông làm bể cái bình của tôi hả? Ông biết cái bình nó là giá trị lắm không hả? Biết không? Con biết cái gì đâu? Mày biết gì? Ông chết với tôi hả? Ông cái bình đó hả? Là phong thủy cả cuộc đời của tôi. Hả? Bể cái bình là coi như là bể tôi luôn. Tôi xin lỗi mà. Bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Đừng manh động. Từ. Đúng rồi. Tôi đã có cách. A few moments later. Ông tìm đi. Từ, mấy ông làm tôi rối quá đi. Từ tôi kiếm. Chưa thấy nè. Bây giờ ông lấy cái điện thoại ông kiếm phụ ông đi. Nằm ở đâu mà sao? Đi. Mạng này yếu rồi sao? Sao nó rối nùi vậy trời ơi? Có chưa? Đây nè, đây nè. Đâu? Đúng không? Của ông lên ngon rồi để tôi coi. Con cái ở bên Nga. Ủa mà sao tiếng Nga không cha nội? Thì bên Nga nói tiếng Nga, không lẽ nói tiếng Campuchia á. Trời ơi. Coi. Mà nó nói. Nó nói sao vậy? Sao? Nó không bán. Trời ơi. Vậy bây giờ sao có? Bình tĩnh. Bình tĩnh với ông nóng ở tôi nữa. Đây. Thôi bây giờ để tôi gọi trực tiếp luôn. Rồi, nó bắt máy rồi. Hello. Can you hear me? Ni hao ma. Xin chào. Anh nhỏ hai siêu.
Oppo, 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 Capacita. Hậu hiểu gì anh? Sao hiểu được? Trời ơi, tiếng nước tùm lum sao hiểu được? Có tôi hiểu được thôi. Không ổn rồi. Cái thằng cha bên Nga nhà số má dữ lắm. Mấy cái tay buôn đồ cổ các nước khác không có giúp được gì hết đó. Nhưng mà tôi không có biết, bằng mọi giá phải có cái bình cho tôi. Đúng rồi, đi. Ông phải kiếm cho bằng được. Cho bằng được. Thôi thôi, đi. Thôi thôi, bây giờ ha, để anh về. Rồi được, có cách rồi. Tôi sẽ liên hệ trực tiếp với cha tỷ phú người Nga. Thôi ăn ốc đổ vỏ qua cầu rút nhét, mệt quá. Về kìa. Thôi về đi. Đó. Hỏi chắc vô hỏi nó thử coi. Cái thằng này nó đòi thanh toán bằng Bitcoin nè. Bitcoin. Ông gì vậy? Cái gì mà thở hổn hển vậy? Hả? Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh bà bích mình xuống heo cơ. À mà ông giúp tôi với cái này với. Dạ. Tôi với ông mình có biết gì cái Bitcoin đâu mà thằng Nga nó biểu giao dịch bằng Bitcoin. Đúng rồi đó. Tôi quýnh trên cái máy tính á. Trời, người ta nói nó rối như là cái lông chó luôn. Mà không phải lông chó thường nha. Lông chó bút đồ nữa. Trời, ông rành á, ông giúp tụi tôi cái đi. Nha. Thôi được rồi, mấy ông yên tâm. Bây giờ coi nè. Để tôi chỉ vài chiêu đơn giản là mấy ông tự làm được liền à. Lựa thằng nào xuất hiện đầu tiên trong danh sách vì nó bán giá rẻ nhất nè. Mua liền nè. Chuyển Bitcoin cho nó nè. Đã chưa? Dạ sư phụ. Dạ, con đội ơn sư phụ nha. Nhờ ơn của sư phụ mà tháng này thu nhập của con được thêm tận tới 100 triệu. Đã nghe. Mình phải nâng cấp trình độ của mình lên. Cũng nhờ ông mà tôi với ông Bình thoát được kiếp nạn này. Đúng rồi, phải theo phong trào hai tách. Mà rồi Mitano thì đơn giản, đi cả bà nội trợ cũng làm được nữa. Thôi, tôi phải về, canh shipper nó giao hàng. Chào ông nha. Rồi. Vậy thôi, bóng cũng đi về luôn. Trời, múa quá. Đợi lâu lắm rồi đây. Wow, đẹp quá ông ơi, giống y chang luôn nè. Đó. Ôi. Đúng hàng thiệt rồi ông ơi. Trời ơi, tôi nhìn là tôi biết liền luôn á. Vừa lòng không chưa? Trời ơi, quá vừa lòng rồi. Công nhận nha, cái chỗ này nè, uy tín quá. Ồ, đó, đúng là uy tín thật. Bao nhiêu ngày nó về. Ừ. Trời ơi, nó đã gì đâu nó đã. Kể từ đó, ông Bình và ông Hoành sống với nhau hạnh phúc đến cuối đời.